là ngày 7 tháng 7 năm 2013 và đồ gỗ Đức Hiền, dây gỗ Đức Hiền đang tại trong chùa Thiên Mụ, một ngôi chùa linh thiêng và bậc nhất, có một thời gian còn được gọi là thiên, gọi là quốc quốc chùa, quốc miếu, quốc tự chứ không phải là quốc chùa. Và có một điều đặc biệt là có ở khi chúng tôi đi ra phía sau thì thấy một cái cây rất đặc biệt, trông giống cây lộc vừng nhưng mà cái cành hoa rất lớn. Cái này có lẽ phải dùng bà xã thì bảo giống qua hoa gạo, nhưng tôi nghĩ rằng cây này tạm gọi là cây thiên lộc. Đúng hoa xe cây chứ. Giống lộc vừng không phải. Bà xã thì bảo giống hoa gạo, còn thì thằng cu thì bảo là giống hoa sen ở trên cây. Và chúng tôi cứ tưởng như là ai chắp vào cho vui nhưng không phải, phía trên cành trên lại thấy hoa tiếp và đẹp vô cùng. Lá thì đúng lá cây lộc vừng. Và bây giờ sắp một giờ thời gian thôi. Và bây giờ là theo trưởng đoàn Nguyễn Hưng Long là chúng tôi đã phải ra xe. Và phía sau thì có một hero đang đứng. Và có một điều kỳ lạ là bây giờ đến giờ trưa rồi nhưng mà thấy khuôn mặt vẫn tươi. Không như mọi hôm. Làm mối à? Làm. Quả gì đấy nhá? Đâu? Như là quả mít. Ở đây có một cái cây nữa. Cũng rất lạ. Là cái cây lá gần giống lá đu đủ nhưng mà quả thì lại gần giống quả mít. Cái này gọi là cây mít đủ. Cái lá này, ấu. Cái này là cây gáo to. Rất kỳ lạ. Cây mít đủ. Là cây mít đủ. Cây mít đủ. Nhà mình có quốc chùa là có cây mít đủ. Và đang trên đường đi ra thì chúng ta chuẩn bị thấy hình ảnh của trái tim bất tử của Bồ Tát Thích Quảng Đức và chiếc xe ô tô. Đây. Và vừa rồi cô hướng dẫn viên du lịch thì hướng dẫn một cách rất chính xác bởi vì cô đã đọc các cái từ ở trên bảng, đọc một cách không lưu loát lắm. Thế hướng dẫn viên du lịch như vậy thì quả là... Đây là chiếc xe của Bồ Tát Quảng Đức mang danh hiệu DBA 599. Ngày đó thì cái biển hiệu nó chỉ như vậy. Đây trái tim đây. Đây trái tim bất diệt đây. Tất nhiên trái tim thật thì phải để chỗ khác. Cái biển 599 là cái